Căn villa Sơn Vườn mang đậm phong cách Nhật Bản tại thành phố Đà Lạt. Tọa lạc trên khoảng diện tích 200m², bao gồm một căn nhà, một trệt, một lầu mới xây. Toàn bộ nội thất được nhập khẩu nước ngoài đến từ những thương hiệu nổi tiếng như hệ thống thiết bị nhà bếp từ thương hiệu Habler, thiết bị vệ sinh Hengrot. Đây toàn là những thương hiệu nội thất có hơn 100 năm phát triển tại Đức. Ngoài ra, chúng ta còn có hệ thống cửa nhôm Rikai, hệ thống máy lạnh 2 chiều Daikin và còn đó là bồn tắm Jacuzzi, phòng xông hơi sauna và hệ thống massage. Những thương hiệu cũng rất nổi tiếng và có thương hiệu lâu đời tại Nhật Bản. Sân vườn tiểu cảnh với hồ nước, cây xanh, khoảng ban công ngắm view thưởng trà vô cùng đẹp. Tất cả sẽ phục vụ cho một nhu cầu nghỉ dưỡng thật sự sang trọng, tiện nghi và đẳng cấp dành cho quý vị anh chị khách hàng. Và trên đây sẽ là toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay trên kênh YouTube Thành Nhà Land. Bất động sản Thanh Nhã Land xin kính chào quý vị, anh chị, khách hàng và các nhà đầu tư. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại một con hẻm thuộc đường Nam Hồ, phường 11 của thành phố Đà Lạt. Và như ban đầu video Nhã đã có giới thiệu, thì ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm thuần nghỉ dưỡng dành cho quý vị. Một căn nhà sân vườn mang đậm phong cách Nhật Bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến vào căn nhà với một cái khoảng sân vườn phía trước. Với bề ngang là 13m và sâu vào bên trong là 15m, khuôn đất rất là đẹp. Phía trước thì chúng ta sẽ có khoảng sân để xe máy, để ô tô dành cho gia chủ. Một cái khoảng sân vườn nho nhỏ với một cây tùng rất là đẹp. Và kế bên sẽ là hồ nước. Chúng ta sẽ có hai lối đi để có thể tiếp cận được cái không gian bên trong của căn villa này. Bao gồm một cái cửa chính thì sẽ đi vào trực tiếp không gian của phòng khách. Ngoài ra chúng ta sẽ có một lối phụ ở bên hông thì sẽ đi vào nhà bếp, phòng ngủ và đi lên cầu thang để có thể tiếp cận được với các cái phòng ngủ ở bên trên tầng lầu. Tại tầng trên này thì chúng ta sẽ có như Nhã đang quay ở đây thì sẽ là một cái phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và lối lên cầu thang, không gian giặt phơi ở vị trí bên cửa hông. Và đây sẽ là cái phòng ngủ duy nhất ở tầng trệt này, một phòng ngủ nhỏ hướng cửa sổ ra cái khoảng sân phía trước, có nhà vệ sinh trong và tất cả các cái thiết bị nội thất thì như ban đầu video Nhã đã có giới thiệu rồi, đều nhập khẩu từ châu Âu, rất là hiện đại và có thể nói là rất là đẳng cấp, rất là tiện nghi. Đây sẽ là cái lối để chúng ta đi vào cái cửa chính với hệ thống cửa nhôm đến từ Nhật Bản và phía trong sẽ là một phòng khách. Có một cái khung cửa để tiến ra cái ban công ngắm view thung lũng ở phía xa. Phòng khách này thì sẽ kết nối trực tiếp với lại là hệ thống nhà bếp có bàn ăn tiêu chuẩn 6 người. Toàn bộ thiết bị nhà bếp thì đều được gia chủ nhập khẩu từ thương hiệu Habler, hơn 100 năm phát triển tại Đức. Và không gian nhà bếp này thì chúng ta cũng sẽ có lối đi ra trực tiếp cái khoảng ban công ở phía ngoài luôn. Chúng ta có thể thấy là ngay tại vị trí tầng trệt của căn nhà, bước ra ban công thì chúng ta đã có được một cái tầm view có thể nói là khá cao và rất là đẹp ở đây. Khoảng ban công này thì chúng ta ngồi uống trà, cà phê vào buổi sáng hoặc là nhâm nhi một ly rượu vào buổi tối thì đều cực kỳ đẹp, thông thoáng và có thể nói là đậm chất của Đà Lạt. Chia tay không gian của tầng trệt thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến lên tầng lầu của căn villa này bằng lối lên cầu thang được gia chủ ốp gỗ rất là đẹp, ấm cúng và có thể nói là phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu se lạnh quanh năm của thành phố Đà Lạt. Bên trên tầng lầu thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai phòng ngủ. Cả hai phòng thì đều sẽ có những khoảng cửa sổ kính lớn để lấy không khí tự nhiên, có những khoảng ban công để chúng ta thư giãn. Ngoài ra thì sẽ có một cái tủ đồ mang phong cách của Nhật Bản và thiết bị vệ sinh, nhà tắm, toilet thì sẽ được nhập khẩu từ thương hiệu Hengrot, một thương hiệu có tuổi đời 120 năm của Đức. Còn đây sẽ là cái phòng ngủ master của gia chủ với một cái khoảng diện tích tương đối là rộng rãi, sẽ có một cái ban công rất là lớn hướng thẳng ra cái thung lũng đèn lồng của khu vực Nam Hồ. Ngoài ra thì cái phòng master này còn trang bị thêm bồn tắm, jacuzzi, trang bị thêm phòng xông hơi, sauna, trang bị rất nhiều các cái tiện ích khác phục vụ cho cái nhu cầu nghỉ dưỡng và có thể nói là
cực kỳ tốt cho sức khỏe cho quý vị anh chị. Và đây sẽ là khu vực dành riêng cho thư giãn và tái tạo sức khỏe cho quý vị anh chị, bao gồm một cái bồn tắm, tầm view, thung lũng, và phía sau sẽ là hệ thống xông hơi, massage. Và vừa rồi là toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay mà kênh Bất Động Sản Thanh Nhã Len muốn gửi tới cho quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Một căn villa mang đậm phong cách Nhật Bản, tọa lạc tại Nam Hồ của thành phố Đà Lạt với diện tích là 200m2, ngang 13m và sâu là 15m, với kết cấu sẽ là một trệt và một lầu, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, trang bị tất cả các thiết bị nội thất, ngoại thất đều rất hiện đại và nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Không gian sân vườn mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng khi nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt. Khoảng ban công phía sau ngắm view nhà lòng cho chúng ta thưởng trà và cà phê vào mỗi buổi sáng, săn mây ngay tại căn phòng ngủ của mình. Ngoài ra còn là hệ thống máy lạnh 2 chiều mà tại Đà Lạt thì hiếm có căn nhà nào trang bị giống như căn villa ngày hôm nay. Và hướng chính của căn nhà sẽ là hướng Tây Nam. Mức giá hiện tại từ gia chủ đưa ra là 18 tỷ 500 triệu đồng. Một mức giá mà nếu như so sánh với mặt bằng chung thị trường thì không phải là rẻ. Thậm chí nhiều người còn đánh giá là mức giá này khá cao. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta so sánh về thiết kế, so sánh về tiện nghi, về vị trí và về giá trị nghỉ dưỡng thì 18 tỷ 500 triệu đồng đối với bản thân nhà đánh giá thì đây là một mức giá xứng đáng cho căn nhà ngày hôm nay. Và mọi thông tin chi tiết thì Nhã có để dưới phần mô tả của video này. Quý vị anh chị quan tâm xin liên hệ qua số điện thoại Nhã đang để trên màn hình hoặc comment vào phía dưới video này thì Nhã sẽ tư vấn chi tiết hơn. Một lần nữa thì kênh Bất Động Sản Thanh Nhã Len xin cảm ơn quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại vào các video sau. Nhã xin chào.